Ngày 12 tháng 4, Thánh Giuse Moscati. Thánh Giuse Moscati sinh ngày 25 tháng 7 năm 1880 tại Benevento, nước Ý. Thánh nhân là con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Thân phụ của Giuse Moscati là thẩm phán ở Napoli. Vì vậy, cả gia đình đã chuyển đến sống ở đó. Khi Giuse lên 12 tuổi, người anh trai Abeto của ngài bị té ngựa. Thoạt đầu, gia đình hy vọng chữa trị được, nhưng tình trạng của cậu dần dần trở nên xấu hơn. Giuse Moscati trải qua nhiều giờ rảnh rang bên giường của anh mình. Ngài cũng có mặt ở đó khi anh Abeto qua đời. Cái chết của người anh trai đã gây cho Giuse Moscati sự xúc động sâu sắc. Ngài xin Đức Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể và mẹ Maria giải đáp. Đau khổ phải có mục đích của nó. Giuse Moscati cũng thử tìm đến với những phương dược chữa trị chuyên môn. Qua những phương thuốc tối hảo nhất, Giuse Moscati nhận thấy trong cuộc đời này chúng ta đang hành trình đến sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ, đang khi chúng ta cùng nhau hành trình. Giuse Moscati phân vân do dự và đã cầu nguyện cho biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Rồi Giuse quyết định muốn đóng góp chút tài lực để chữa trị nỗi đau khổ thể lý của con người. Ngài sẽ trở thành bác sĩ. Năm lên 23 tuổi, bác sĩ Moscati bắt đầu công tác tại bệnh viện, chuyên chữa những bệnh nhân nan trị ở thành phố Napoli. Sau đó, ngài mở một phòng mạch tư. Hết mọi bệnh nhân đều được tiếp đón, dù họ có thể hoặc không thể hoàn trả phí tổn. Moscati ghi toa thuốc cho những bệnh nhân nghèo, rồi trả tiền thuốc bằng chính tiền túi của ngài. Mỗi ngày trải qua thật dài và vất vả, nhưng bác sĩ Moscati vẫn kiên nhẫn dịu dàng và sống bao dung quảng đại. Ngài cố gắng chăm chú lắng nghe các bệnh nhân. Ngài khuyến khích họ và cầu nguyện cho họ. Không chỉ là bác sĩ ưu tú, mà Moscati còn là một người thánh thiện. Làm sao ngài làm được điều đó? Mỗi sáng, Giuse Moscati đi tham dự thánh lễ và dùng thời giờ đọc kinh nguyện. Rồi ngài thăm viếng những người nghèo khổ, đau ốm, sống trong những khu nhà ổ chuột của thành phố Napoli. Sau đó, ngài tới bệnh xá và bắt đầu các phiên trực của mình. Giuse Moscati đã làm việc và cầu nguyện cho các bệnh nhân của ngài suốt 24 năm. Ngài đã dốc đổ hết sức lực cho ơn kêu gọi của đời ngài. Vào trưa thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 1927, bác sĩ Moscati cảm thấy yếu mệt. Vì vậy, ngài đã tới phòng mạch của mình và ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành. Tại đó, ngài bị chứng đột quỵ và tắt thở, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ Giuse Moscati được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 25 tháng 10 năm 1987. Chúng ta hãy khẩn nài Thánh Giuse Moscati giúp chúng ta sống tử tế, lương thiện và giàu lòng thương cảm. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh Nhân dạy chúng ta biết quý trọng thánh lễ và yêu mến mẹ Maria như ngài. Thank you.